Nhân dịp năm mới này, mời tất cả các bạn đến với shopgabao.com, shop bán nick hoàn toàn tự động, hộp kim cương Free Fire, bao lì xì Free Fire, cùng những vòng quay kim cương, vòng quay Free Fire, vòng quay liên quân mobile. Cùng với đó là hàng ngàn danh mục game random khác, thử vận may Free Fire chỉ với 50k và 100k nha các bạn, truy cập ngay. Mình là Gabao TV đây. Và Tết này mọi người hãy nhanh tay đăng nhập vào Free Fire để có cơ hội nhận được cho mình hộp ma thuật, cùng với đó là tài khoản full trang phục và 20 triệu kim cương nhé. Duy nhất một ngày mồng 1 Tết thôi nha mọi người. Chơi Free Fire nhận lì xì liền tay. Hello, hello mọi người, hello mọi người. Thì cô Ngân vừa mới lên Tết luôn mọi người, chuẩn bị livestream mà. Hôm nay Gao Bạc không có đi đón cô Ngân. Trời ơi, cô Ngân qua nhà thì thấy Gao Bạc nằm dưới đây mà mùi toát ra mùi bia luôn mọi người. Ôi nhậu xỉn không thèm qua bên quận 2 đón cô Ngân qua livestream luôn. Ôi nồng nặc mùi rượu luôn mọi người. Ok bây giờ cô Ngân sẽ quay cận cảnh Gao Bạc say cho mọi người coi nha. Trời ơi, giày thì vứt ở đây, chiếc vớ nữa đâu rồi? Quá, đừng có nói mang vớ, một chiếc mang, một chiếc không mang nha mọi người. Trời ơi, nằm ngủ cái màu mùi năng nồng nặc mùi bia luôn, còn dây hả mang vô nửa nhà luôn chứ, hay là nó không có sình lầy gì hết á. Ôi năm mới mà như vậy ngủ thì không biết trời chăng mây gió gì luôn mọi người. Ôi chân nè, một chiếc mang vớ và một chiếc không mang vớ, không thì mới đón cô Ngân luôn chứ. Anh ơi, Quốc, Quốc ơi, dậy dậy, sao không đi đón vợ? Bộ đi bộ từ quận 2 qua tới quận này luôn nè. Nè, dậy. Bây giờ cô Ngân sẽ quyết định đó là trôn Gao Bạc bằng cách là trong ba lô của cô Ngân có rất là nhiều mỹ phẩm mang qua đây. Bây giờ cô Ngân sẽ quyết định là bôi lên mặt Gao Bạc, làm cho mặt Gao Bạc thật là đẹp sau khi tỉnh dậy nha mọi người. Ok, let's go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mang trôn. Nói nhỏ không thôi Gao Bạc sức tỉnh, và bây giờ chúng ta sẽ cùng khoe đùa ở trong ba lô của cô Ngân nha mọi người. Ba lô thần kỳ. Ok, ở trong đây là có một hộp phấn mắt, phấn mắt của cô Ngân, một cái mascara, một hộp phấn nền, mà chắc phấn nền không cần đâu mọi người. Cái son thần kỳ, cái son thần kỳ mọi người. Ok, kẻ mắt. Ok, và một cái phấn chia khuyết điểm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chia khuyết điểm trước. Ok, sau đó chúng ta sẽ dùng hộp phấn mắt thần kỳ để xin thử nên đánh màu nào cho Gao Bạc ta. Màu tím mọi người, màu tím cộng với lại màu đỏ đô. Hợp lý nhá. Đậm quá. Bái tay, bái tay rồi. Xinh
với nhau. Trời ơi chàng môi luôn, son chàng môi. Rồi, cái cây cây quýt má hồng. Má hồng hôm nay cô Ngân sẽ trang điểm là màu tím luôn nha mọi người, màu tím đậm đô. Đó vật lý gì? Trời ơi. Lấy đi nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng là kẽ mắt để đánh mắt cho nó điên hơn, cho nó đậm hơn và cho nó đẹp hơn. Cái này là có kỹ năng biết vẽ được mà cô Ngân không có biết vẽ đây nè. Giờ chúng ta sẽ thử. Let's go. Ghi chữ nha mọi người. Xin tiếp nhau bốn lượt. Ôi ôi, xinh đó mọi người. Thôi ôi, có mắt, bé mắt dài đàng hoàng nha mọi người. Mặt mèo chữ gao bạc rất là đẹp luôn mọi người. Có bộ râu. Ôi ôi, mắt này rồi. Trời ơi, vẽ mắt đúng là lung linh luôn. Ok, gao bạc không biết khi nào mới tỉnh đây. Dài quá ơi. Dài. Dài. Dậy. Rình quá. A few moments later. Gà bạc chạy rồi mọi người, sẽ có một điều bất ngờ. Cái gì nè? Đi vào. Anh quay nữa. Say rượu hả? Sao vẫn không say? Đi vào, mọi trang điểm cho anh đó, vừa mới học vừa nghe make up đó. Con điên nào đâu nói vậy? Vừa mới làm make up cho anh mà, xin không? Xin là ai biểu nhau có chữ gao bạc này đánh nhóm là đánh thổ rồi thấy không? Xin không? Đấm mờ cường quen phá. Ai biểu nhau? Tết nhất. Tết nhất con què vậy? Gì? Vậy em vẽ mà anh thấy ghê hả? Ai biểu anh nhậu? Cái mặt thấy đúng ghê luôn á. Biết ngồi không? Nằm nó ngủ luôn đi. Rồi cái mặt ra sao? Đấy, đi khách tới thì sao? Kệ nó, để tiếp khách luôn. Để giờ tiếp khách luôn? Ừ. Khỉ. Đúng rồi, để giờ tiếp khách luôn. Dạ, thế anh khác gì con điên không? Điên mà. Đẹp khỉ mà đẹp. Đi ra đường đứng đi. Nó dậy nửa mặt quá. Không. Thật ra tự rửa nha. Ừ. Mở. What the fuck, rửa vậy sao nó sạch? Bôi gì giờ rửa không ra luôn vậy? Eo.
mày. Ôi, đen đen nữa. Ghê quá à. Con hãy thử. Vô em mà cười. Biết làm không vợ? Ồ, biết lấy cái đó luôn. Kinh thế nhờ. Biết làm không vợ? Ui, kinh thế nhờ. Đưa đâu? Đưa cương căng với bông tẩy trang đâu? Ồ, kinh thế nhờ. Kinh thế nhờ. Ok, clip đến đây là kết thúc nha mọi người. Oh yeah, chơi thành công. Bye bye mọi người đi anh. Chỉ vậy thôi là anh vui rồi. Cảm ơn tình yêu em đã trao về anh, dẫu không bên nhau nhưng anh hiểu.